Tuyến cáp treo mới mang tên Hương Bình dự kiến triển khai tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cáp treo Hương Bình dự kiến dài 2,85 km, vận tốc vận hành 6 m một giây, có từ 25 đến 45 cabin, có khả năng vận chuyển khoảng 1.500 đến 2.000 lượt người một giờ, tương đương với 12.000 đến 16.000 lượt người một ngày. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, khởi công năm nay và hoàn thành trong năm 2015. Khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông khu danh thắng Hương Tích của Hà Nội và khu di tích Lăng Vân Chùa Tiên thuộc tỉnh Hòa Bình.